Xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Tôi trở lại với một vài những thông tin cần thiết cho những ngày kế tiếp. Thứ nhất là cuối tuần này là chúng ta vinh danh những người mẹ của chúng ta, những người mẹ hiền của chúng ta. Và chúng ta không quên là chúng ta nhớ đến Đức Maria là người mẹ tinh thần của chúng ta. Đặc biệt trong cơn đại dịch này, chúng ta cậy nhờ vào sự chuyển cầu của mẹ Maria để chúng ta cũng được bình an. Theo chương trình của tiểu bang Minnesota mình thì ngày 18 này là có thể là người ta có thể open cho một số những công việc làm ăn, và tại nhà thờ chúng tôi cũng đang là chuẩn bị ráo riết để có thể Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 này chúng ta cũng có lễ, một giờ lễ thôi, đó là lễ lúc 10 giờ rưỡi, nhưng mà ở tại hai địa điểm, ở trong nhà thờ và ở trong hội trường Thánh Francisco, ở trong nhà thờ và trong hội trường Thánh Francisco lúc 10 giờ rưỡi. Và chắc chắn là sẽ có những cái chương trình là cần mang khẩu trang, rồi cần ngồi xa nhau, rồi có một vài những cái điều mà cần, thì tuần tới tôi sẽ có những thông tin rõ ràng hơn. Nhưng mà trong bây giờ thì đó là cái chương trình mà chúng ta hướng tới, là nếu ngày 18 này ở tiểu bang mở cửa thì ngày 24 chúng ta sẽ có thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi ở trong nhà thờ và trong hội trường, là hai thánh lễ xảy ra ngay một lúc như vậy. Rồi chúng ta vẫn còn được cái phép là chúng ta không buộc phải tham dự thánh lễ, ngay cả khi mà ngày 24 này khi có thánh lễ chúng ta không buộc. Vì lẽ đó mà những ai lớn tuổi, có những bệnh nền mà cảm thấy là không khỏe, chúng ta không buộc phải đến nhà thờ. Chúng tôi vẫn có những thánh lễ mà được thâu lại trước và phát vào chiều thứ Bảy và Chủ Nhật, đó là thánh lễ bằng tiếng Anh. Còn thánh lễ bằng tiếng Việt thì có lẽ một số quý ông bà và anh chị em cũng đã biết rồi, là tôi lên sóng trực tuyến mỗi ngày thánh lễ bằng tiếng Việt từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ 8 giờ rưỡi có giờ chầu thánh thể, phép lành thánh thể, và thánh lễ từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ rưỡi tối, và Chủ Nhật thì là lúc 9 giờ sáng, Chủ Nhật là lúc 9 giờ sáng, đó là thánh lễ bằng tiếng Việt. Tôi cố gắng làm cái điều gì có thể để phục vụ quý ông bà và anh chị em, để chúng ta nối tim lại với nhau, với tâm linh của chúng ta và với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Giáo sứ mới thâu nhận một người làm mới, và trong tuần tới sẽ có những thông tin về người làm mới ở văn phòng, sẽ vào tuần tới. Và bây giờ quý ông bà và anh chị em cũng cùng với tôi, chúng ta nhìn lên Đức Mẹ và đọc một kinh kính mừng. Xin Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trong mùa đại dịch này, và xin cho được ơn bình an. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.